trong trận đấu vòng loại, trong trận đấu bán kết của hạng cân này thì võ sĩ Iran đã hạ nút vào võ sĩ Italia Nestola Dario. Và Iran chúng tôi xin nhắc lại luôn luôn là một trong những quốc gia rất mạnh về thi đấu đối kháng. Và đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho võ sĩ chủ nhà. Tuy nhiên Nguyễn Minh Tính với những đòn đá đập là một trong những lợi thế của anh để có thể giữ khoảng cách thi đấu tốt. Ngoài ra những động tác bắt chơi đến ngã của anh cũng là một trong những đòn đánh rất sở trường. Những động tác bắt chơi đến ngã có được từ thời anh còn là vận động viên đỉnh cao của môn Bekeslat. Có thể nói Minh Tính là một võ sĩ khá đa năng. Anh đã từng giành được huy chương trên võ đài võ cổ truyền, sau đó là Bekeslat và bây giờ là Vũng Nam. Và có thời kỳ khi anh bắt đầu phát triển trở lại tại Việt Nam thì Nguyễn Minh Tính cũng đã có được một vài lần thượng đài. Nguyễn Minh Tính sinh năm 1980. Ngoài việc đang là một võ sĩ thi đấu ở đỉnh cao như thế này, Nguyễn Minh Tính còn là huấn luyện viên của đội Vô Việt Nam Tiền Giang. Vừa rồi Nguyễn Minh Tính đã thực hiện một cú đấm revers. Có lẽ kỹ năng thi đấu võ cổ truyền của võ sĩ này đang được áp dụng một cách triệt để. Vừa rồi ngay lập tức thì võ sĩ của Iran đã đáp trả bằng một cú đá vào lái chân phải. Và theo tôi thì Nguyễn Minh Tính đã bị thấm đòn. Võ sĩ Iran đã có một pha tấn công rất bất ngờ. Có thể nói Iran là một trong những quốc gia có phong trào thể thao phát triển mạnh trên thế giới. Tại Iran thì khá nhiều môn thể thao, trong đó có một số môn võ thuật đã phát triển lên mức chuyên nghiệp. Vừa rồi Minh Tính đã thực hiện động tác bay đá hai chân. Đây là kỹ thuật trong đòn chân tấn công. Rất tốt thưa quý vị, Minh Tính đã thực hiện bắt chân đánh ngã đối phương. Và trọng tài thì không công nhận đòn đánh này của Minh Tính, nhưng ông nhắc nhở võ sĩ Iran phải lắng nghe hiệu lệnh của mình. Trước đó ông đã cho trận đấu tạm dừng, mà võ sĩ Iran vẫn tiếp tục tấn công đối thủ. Hiện nay trụ sở của Liên đoàn Vô Việt Nam Châu Á đang đặt tại quốc gia Iran. Rồi bác sĩ Iran định thực hiện động tác ra va, tuy nhiên không thành công và đã bị Minh Tính phản đòn. Và đòn đánh của Minh Tính đã được trọng tài công nhận là đòn đánh ngã đối thủ. Có thể nói trước trận đấu này thì Minh Tính đã mất khá nhiều sức khi anh đã có một trận đấu khá căng thẳng với võ sĩ của Nga. Trong khi đó thì võ sĩ đối thủ trong trận chung kết là Iran đã có một trận thắng knock out trong bánh. Hiệp 1 kết thúc. Như vậy phải nói rằng hiệp thi đấu đầu tiên này có những diễn biến với chất lượng chuyên môn cao. Ngoài việc thực hiện thành công đòn đánh ngã đối thủ và một động tác rờ ve chính xác, thì võ sĩ Nguyễn Minh Tính bù lại cũng nhận một cú đá lái. Như vậy hiệp thi đấu đầu tiên võ sĩ Nguyễn Minh Tính đã thực hiện đòn đá hai chân, đòn chân tấn công. Như vậy có thể anh sẽ thi đấu thoải mái hơn trong hiệp đấu thứ hai và hiệp đấu thứ ba. Và Nguyễn Minh Tính đã một lần làm cho đối thủ ngã xuống sàn. Trong khi đó, Zadidi đã bị cảnh cáo một lần. Đây cũng có thể xem là lợi thế cho võ sĩ chủ nhà trước khi bước vào hiệp đấu thứ hai này. Những cú đá móc của võ sĩ Iran là cực kỳ lợi hại và Nguyễn Minh Tính cần phải giữ khoảng cách thi đấu tốt hơn. Có thể nói các võ sĩ của Nga hay Ukraine là những người có những bộ tay rất tốt. Trong đó các võ sĩ Iran thì lại khá đa dạng hơn. Nếu như
trong một thế đối công về sức lực thì chắc chắn các bác sĩ Việt Nam sẽ trở nên thua thiệt so với các bác sĩ đến từ châu Âu. Tuy nhiên về kỹ thuật, về tốc độ thì các bác sĩ của Việt Nam không hề thua kém. Diện với 29 của mình thì Nguyễn Minh Tính sẽ rất khó khăn trước một sức trẻ của võ sĩ Răng nếu như trận đấu càng về cuối, và có thể đây sẽ là một trong những giải vô địch thế giới cuối cùng mà Minh Tính tham dự. Vừa rồi là một cú đá cực tốt bằng chân phải của võ sĩ Răng. Chúng ta thấy sức lực của Minh Tính đã giảm sút khá trầm trọng trong pha bắt chân đánh ngã vừa qua. Anh đã không đủ sức để trụ, chứ đừng nói đến động tác xoay người và bật ngã đối phương. Võ sĩ Răng đang có lợi thế về mặt thể lực, và Danh Huy Tường cũng đã nhận định ở trong trận chiến thắng trước võ sĩ Nga An Tông thì Nguyễn Minh Tính đã gần như vắt kiệt sức của mình để có thể thay đổi chiến thuật để tìm được đường vào trận chung kết này. Đây chỉ là những giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu đã kém hấp dẫn hơn khi võ sĩ Nguyễn Minh Tính đang chủ động ghè gườm đối thủ để bảo toàn về mặt thể lực trước khi bước vào hiệp đấu thứ ba. Rồi Minh Tính đã phải nhận cú đấm bằng tay trái của võ sĩ Răng và đang tìm cách phòng thủ từ xa bằng những cú đá đạp trước. Nguyễn Minh Tính đang đuối dần về mặt thể lực và đây là lúc anh đang cầm cự để hiệp thi đấu thứ hai kết thúc. Võ sĩ Răng vừa thực hiện hụt một đòn tấn công vào vụt giáp, và vừa rồi trọng tài đã công nhận đòn đánh ngã cho võ sĩ Nguyễn Minh Tính. Đây là động tác tấn công mà không hiệu quả của võ sĩ Iran, và chính anh Jadidi phải trả giá cho động tác tấn công đó của mình. Tiến công của F2 đã kết thúc và rất may mắn là Nguyễn Minh Tính đã có thể thoát được đòn áp sát của đối phương. Xin mời các bạn tình nguyện viên vui lòng thông báo đến các đoàn có tên sau đây chuẩn bị lên nhận huy chương. Chúng ta vừa xem lại đòn tấn công vũ bão của Jadidi, và để có thể khắc chế được những đòn áp sát đó thì Nguyễn Minh Tính đã dùng lợi thế của mình. Và đây là tình huống tấn công bằng chân trái cú đá lái của Jadidi trong hiệp thi đấu thứ đầu tiên. Đến thời điểm này thì Minh Tính không còn gì để mất. Và theo tôi, như trong trận đấu bán kết trước đó, chiến thủ của Nga Anh đã thực hiện những pha di chuyển trực diện vào trong và khiến cho đối phương khá lúng túng và tung ra những đòn hớ hình. Từ đó anh thực hiện những động tác bắt ngã khá thành công. Nguyễn Minh Tính đang thi đấu ăn miếng trả miếng và thi đấu để tạo ra sự áp đảo về mặt tinh thần, đúng như anh Huy Thường đã nhận định vào trong giờ nghỉ giải lao. Ta hãy chờ xem sự mạo hiểm này sẽ giúp cho Nguyễn Minh Tính được thành công hay không. Những cú đá bằng cả hai chân của Jadidi không những có độ chính xác
và có uy lực vào vùng giáp đối phương. Mà trong hiệp đấu đầu tiên, tạm thấy Sadie đã thực hiện một cú đá lái ngoại mục vào mặt của võ sĩ đối thủ. Và ngay sau đó, một cú RV ở cự ly hẹp của Minh Tính chắc chắn sẽ được các trọng tài ghi điểm. Sadie lại có một cú đá bằng chân trái rất có uy lực vào vùng giáp của Nguyễn Minh Tính nữa. Lại một đòn tấn công thành công nữa của võ sĩ Iran. Thực ra thì nếu như Minh Tính có đủ thể lực thì chắc chắn anh sẽ có một thế trận tốt hơn. Những pha tiếp cận gần, lòng tay bắt chân đánh ngã của Minh Tính đã bị hạn chế rất nhiều bởi thể lực của anh. Đúng là sức trẻ của võ sĩ Iran đang phát huy tác dụng rất nhiều. Nguyễn Minh Tính đang tìm cách câu giờ để có thể giữ được sự hưng phấn của đối thủ. Ta chờ xem trọng tài sẽ quyết định điểm số vừa rồi như thế nào. Và như vậy, võ sĩ Nguyễn Minh Tính đã bị trọng tài nhắc nhở lần đầu tiên. Đó là một đòn đánh quét chân đánh ngã đối phương, một đòn cấm công vô Việt Nam. Nguyễn Tính cũng là một võ sĩ đã thi đấu trong Bekasilat. Chính vì vậy anh rất giỏi trong những đòn bắt chân đối phương. Và rõ ràng chúng ta thấy với sức lực đang cạn dần và đặc biệt về mặt thể lực thì Nguyễn Minh Tính đang áp dụng chiến thuật của anh trong trận thi đấu chiến thắng trước võ sĩ Nga. Anh đang, như anh Huy Tường nhận định, là anh thi đấu thúc dần vào đối thủ và để có thể tìm cách khiến cho đối phương ngã sàn. Như vậy trận đấu đã kết thúc. Như vậy hiệp thi đấu thứ 3, võ sĩ Nguyễn Minh Tính hầu như né đòn là nhiều. Không tấn công bằng đòn chân vô Việt Nam trừ 2 điểm. Và thưa các bạn, như vậy cũng giống như võ sĩ Chanarong của Thái Lan trong trận đấu trước đó đã không thực hiện đòn chân tấn công. Và như vậy trước khi trận đấu này được công bố kết quả thì võ sĩ Iran Zadidi Alireza sẽ bị trừ 2 điểm. Tuy nhiên 2 điểm này có thể giúp Nguyễn Minh Tính đăng quang không? Chúng ta chờ xem. Xin mời